Almost. 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 Glory. Almost. Pan Mark bên kia, Pan Phô. Ông tưởng bên mình đẹp nhưng bên kia đẹp hơn. Pan Phô, Pan của Tiểu Màn Thầu và BBC đương coi là người cầm phô. Zoconta, người gỗ đầu gần dành cho Pamida. Tếu là người cầm Mark C. Bên kia có phô thì mình có Mark. Người gỗ đầu là rất gần. Bài vờ mới ủng hộ hay không đây. Còn có hy vọng bật trong thi đấu thứ 5 này. Đang phải dẫn trước là 1-2 rồi. Gã 7 xe thì không biết bên bạn có xúc hay không đây. Gã thì bên bạn phải xúc cơ bạn ơi, chứ gã thì ai cũng muốn gỡ hết. Nhưng vấn đề phải thắng xe này. Thắng xe này thì còn có cớ mà gã. Bài ba nhìn cũng không bình thường, có voi và nhiều đầu ăn ở S. Đây là tẹo cầm Mark C. Lách vào ấy, gặp màu 8 cái dừng còi gặp phô. Vậy là Tễu bên này sẽ gặp bàn rồi. Báo về bên kia bàn 9%. 9% đến từ người cầm bàn. Càng quá nhỉ. Zoconta,
Zoconta, Ibertani, Donna E, Holmes, Donna E, Alamaz, Oklama, Alamaz, Ibertani, Alamaz, Yuri, Rickett, Donna E, Rickett. Kẹo đang bị chọc. Thời điểm mà mình còn chưa kích đời. Rồi. Đấy, quận 2L siêu đều thằng phô đánh cung này. Bây giờ có giải quyết thằng này trong một nốt nhạc hay không đây? Ông coi là nó fit luôn đấy. Có bánh xe rồi, đây là lạc bà ba. Bãi cả nhà vẫn đang bị thầu chém vào. Đều có không? Bạch 21 cố gắng giữ quần đi khoảng nhà game thủ màu 8 nào. Số lượng lạc đà của game thủ tiểu màn thầu có được đang là rất đông và thầu đầu trận rồi còn có thủ cả y cho tiểu màn thầu luôn. Đều có không nhưng mà cái hốc không ăn được vàng à, vẫn mình vẫn còn 300 vàng là có thể thi đấu đây. Vẫn còn 300 vàng này có thể thi đấu. Ở bên kia cả hai nhà vẫn đang tham là khá to.
Rồi lao úp em ưu tiên bàn thầu luôn thôi. Bạch Thạm chỉ còn 16. Có thủ ý thầu ăn được tên này thì có cửa để đánh tiếp này. Bài họ 78, bài 3 này có 9%. Đi bắn tỷ số là 4-1 VC. Ngày thi đấu không thành công của hai game thủ đến với team Hà Nam rất đáng buồn. Và kèo đấu xin được phép khép lại đây thôi. Hẹn lại anh em trong những buổi live stream tiếp theo. Hơi buồn.